Chào mừng quý vị quay trở lại với OVE Đại Bàng. Do mâu thuẫn tình cảm, Phan Văn Minh dùng hai con dao đâm nhiều lần vào người yêu khiến nạn nhân tử vong tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng. Dù trước đó không lâu thì Minh vừa cầu hôn người yêu thành công, nên điều này dư luận khá bất ngờ. Được biết, quá khứ của Minh cũng không mấy tốt đẹp khi đã từng có tiền án cũng như có vợ và ba con chưa ly hôn. Hôm nay xin mời quý vị đón xem quá khứ đen tối của Phan Văn Minh, kẻ giết người yêu ngay sau khi cầu hôn, sát hại bạn gái rồi trốn vào núi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phan Văn Minh, sinh năm 1997, trú xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum về hành vi giết người. Nạn nhân bị sát hại là chị Hát, sinh năm 2001, quê quán huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, từng có quan hệ tình cảm với Minh. Theo thông tin ban đầu, ngày 14 tháng 10, Minh từ Kon Tum xuống Đà Nẵng và thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để ở. Khoảng 23 giờ tối ngày 15 tháng 10, Minh đưa Hát về phòng trọ ở chung. Đến trưa ngày 16 tháng 10, Minh rời khỏi nhà nghỉ một mình. Đến chiều cùng ngày, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện chị Hát đã tử vong trên vũng máu nên lập tức báo cơ quan công an. Sau khi khám nghiệm, thi thể của Hát đã được đưa về quê để gia đình lo hậu sự. Đội thiện nguyện SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ xe để giúp đỡ gia đình nạn nhân. Sau khi gây án, Minh đã điều khiển xe máy bỏ trốn vào khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng công an đã vận động nhân dân huyện Đại Lộc hỗ trợ truy tìm, phát hiện Phan Văn Minh đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử và đang trong tình trạng ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan công an lập tức đưa nghi phạm đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và tổ chức giám sát chặt chẽ. Hiện sức khỏe của đối tượng đã ổn định. Theo cơ quan công an, Phan Văn Minh đã dùng hai con dao đâm nhiều nhát khiến Hát tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm giữa hai bên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước khi xảy ra vụ việc, trên trang cá nhân của nghi phạm đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cầu hôn lãng mạn của cặp đôi tại một quán ăn ở Đà Nẵng. Trong đoạn clip, nam thanh niên đã chuẩn bị hoa tươi cùng một đôi nhẫn, sau đó quỳ gối cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của nhiều thực khách xung quanh. Đến chiều 18 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh. Quá khứ đen tối của Phan Văn Minh. Vài ngày sau vụ án tại nhà nghỉ ở Đà Nẵng, người dân thôn 2 xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, Kon Tum vẫn chưa hết bàn luận xôn xao về vụ việc. Điều đáng nói, bị can gây án đã có vợ, ba con trai và từng có tiền án trộm cắp tài sản. Theo ông Nguyễn Ngọc Đông, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, năm 2021, Minh thực hiện hành vi trộm cắp gỗ của người dân và bị phạt 9 tháng tù. Sau khi ra tù, Minh rời khỏi địa phương để đi làm ăn. Còn ông PVT, 49 tuổi, cha Minh cho biết, khi đang học lớp 11, Minh quen và cưới một cô gái ở huyện Yayumpa, Gia Lai. Hiện tại, vợ chồng Minh có ba con trai, cháu đầu học lớp 3, cháu kế học lớp 2 và cháu út 4 tuổi. Theo ông T, sau khi lập gia đình, vợ chồng Minh ra ở riêng trong vườn của gia đình tại huyện Con Rẫy, rồi một năm sau chuyển đến huyện Yayumpa sinh sống. Minh làm nghề thợ mộc thuê, nay đây mai đó, lâu lâu về thăm bố mẹ một lần. 4 năm trước, vợ chồng Minh bất hòa nên sống ly thân. Minh đưa con trai đầu về nhờ ông bà nội chăm sóc. Sau khi ly thân, Minh vẫn đi làm thợ mộc, nhưng không biết cụ thể ở đâu. Cách đây một tuần, Minh đưa con trai thứ hai về Kon Tum để làm căn cước công dân, rồi rời khỏi địa phương. Khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10, Minh gọi điện về nói với mẹ, xin gặp bố kẻo không kịp. Khi tôi vừa cầm máy thì cháu nói đã uống thuốc diệt cỏ. Tôi hỏi lý do vì sao thì Minh nói đã giết người. Tôi cố gắng gặng hỏi con đang ở đâu thì Minh không nói. Quá lo lắng, tôi khuyên cháu tìm công an, bệnh viện, chỗ nào gần nhất thì vào rửa ruột, có gì cứ bình tĩnh giải quyết, trước mắt là đến công an đầu thú, ông T nói. Sau đó Minh lại gọi về và cho biết địa chỉ nhà nghỉ, nơi xảy ra vụ việc. Ông T liền gọi điện nhờ người quen ở Đà Nẵng đến địa chỉ của nhà nghỉ trên xác minh thông tin. Khi kiểm tra phòng thì phát hiện cô gái đã tử vong. Cũng theo ông T, Minh từng dẫn Hát về nhà chơi một lần và giới thiệu là bạn gái. Minh nói trong tương lai sẽ cưới Hát, còn hiện tại Minh vẫn chưa ly hôn với vợ. Phan Văn Minh đối diện với mức án nào? Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trong một nhà nghỉ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng,
gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Dư luận cho rằng pháp luật cần có hình phạt cao nhất cho kẻ giết hại cô gái. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đối tượng có ý định tự sát sẽ là tình tiết giảm nhẹ. Điều này có chính xác hay không? Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà hung thủ đang tâm sát hại dã man nạn nhân, việc này đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm N khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Hành vi phạm tội của hung thủ gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi quyền sống của người khác được pháp luật bảo vệ, gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hành vi phạm tội của nghi phạm Phan Văn Minh là rất rõ ràng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang trong dư luận xã hội nên cần xử lý nghiêm. Trường hợp nghi phạm tự sát không thành, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can với nam thanh niên này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Theo thông tin từ vụ án, do mâu thuẫn tình cảm nên nghi phạm Phan Văn Minh đã dùng dao sát hại bạn gái rồi tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời. Đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm là dao và hành vi rất quyết liệt. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người làm chứng và thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án để xác định, làm rõ hành vi gây án và xác định hậu quả đã gây ra, từ đó làm căn cứ xử lý với đối tượng này theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, bên cạnh đó, nghi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thống nhất được về mức bồi thường, thì gia đình nạn nhân có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Đương nhiên, với tính chất dã man gây phẫn nộ dư luận như vậy, thì khả năng cao sẽ phải nhận mức án cao nhất. Bởi đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp giết người yêu rồi tự tử mà phải nhận mức án cao nhất. Khi chỉ mới gần đây, vào ngày 11 tháng 7 năm 2024, thì Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa xử một vụ cũng tương tự như vậy. Cụ thể, ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thường sinh năm 1990 ở Hải Phòng, đối tượng gây ra vụ giết người yêu rồi tự sát. Phiên tòa phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội, mong có được cơ hội sống của bị cáo. Trước khi diễn ra phiên tòa, gia đình đã thay bị cáo Thường bồi thường hơn 250 triệu đồng cho gia đình bị hại với mong muốn bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 6 năm 2022, Nguyễn Văn Thường sống lang thang tại Hà Nội, có quan hệ quen biết với chị Vũ Hoàng Nhật T, sinh năm 2006, trú tại Nhà Tràng, Khánh Hòa, không xác định được nơi ở tại Hà Nội. Sau thời gian nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau, đầu tháng 3 năm 2023, Thường cho chị T vay 20 triệu đồng, không có giấy tờ xác nhận. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, bị cáo gọi điện đòi tiền người yêu, nhưng chị T nói chưa có tiền trả. Chuyện này khiến hai người mâu thuẫn, cãi vã. Cùng thời điểm đó, Thường nghi ngờ chị T đã yêu người khác nên nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát. Thực hiện ý định, khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2023, bị cáo gọi điện rủ T đi chơi, hẹn gặp tại một nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội vào khoảng 22 giờ. Tối hôm đó, Thường đi xe máy đến nhà nghỉ, thuê phòng để chờ chị T. Anh ta giấu sẵn con dao dưới gối trên giường ngủ. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2023, chị T đến nhà nghỉ, vào phòng 201, rồi nằm nhắn tin với người khác. Cơn ghen nổi lên, Thường lấy dao dưới gối đâm một nhát vào vùng cổ chị T. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân hét lên vùng bỏ chạy, thì Thường ghi cổ khiến chị T ngã sấp xuống nền nhà. Anh ta tiếp tục hành vi man dợ cho đến khi nạn nhân bất động. Nghĩ người yêu đã chết, Thường lên giường nằm và dùng dao tự sát. Lúc này nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng động mạnh và tiếng la hét ở phòng 201 nên đã chạy lên phá cửa. Nhân viên nhà nghỉ gọi xe đưa Thường và chị T đi cấp cứu. Do thương tích nặng nên chị T đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngày 29 tháng 6 năm 2023, kẻ sát nhân bị công an huyện Thanh Trì bắt tạm giam để điều tra về tội giết người. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, dù tại phiên tòa hai luật sư bào chữa cho bị cáo xuất trình thêm tình tiết mới là bồi thường khắc phục hậu quả
gia đình có công với cách mạng, nhưng xét hành vi của bị cáo rất dã man, tàn ác, không còn khả năng giáo dục cải tạo, nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt. Trên đây là quá khứ đen tối của Phan Văn Minh, kẻ giết người yêu ngay sau khi cầu hôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng. Xin chào và hẹn gặp lại!